Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Ba Đô Official ha. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị về các cái bước để mà chúng ta cài cái driver in cho cái máy photo. Mà ở đây mình sẽ sử dụng cái dòng là 1075, 1060, 2075 và Savin 4025. Thì Savin 4025 thì nó sử dụng chung với lại cái driver của máy 2025. Thì lúc trước khoảng cách đây mấy ngày thì mình có nhờ anh Hiếu hỗ trợ cho mình cài cái driver này qua cái UltraView. Thì mình có dùng điện thoại để mình quay lại cái cách của ảnh cài qua cái màn hình máy vi tính, thì nó sẽ không có, nói chung là mình sẽ không có hướng dẫn trực tiếp trên đây, nhưng mà mình sẽ up video này lên cho tất cả các anh chị. Khi mà cần thì các anh chị có thể là làm từng cái thao tác giống như anh Hiếu anh làm mà mình đâu quay lại được. Bây giờ mình muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn và các anh chị ở video này. Để cài được cái driver cho máy photo thì các anh chị phải biết được là cái địa chỉ IP của cái máy photo đó là số bao nhiêu, để chúng ta mới biết được cái địa chỉ IP và chúng ta sẽ cài. Thì để tìm cái địa chỉ máy IP của máy photo là, thì các anh chị vào trong User Tool ha, các anh chị vào trong Setup Setting, các anh chị vào trong Interface Setting nè. Thì ở đây các anh chị sẽ, nó có cái địa chỉ là IP address, tức là địa chỉ IP ha. Thì các anh chị phải đọc được cái số này nè, các anh chị ghi nhớ số này, để chậm nữa chúng ta sẽ trong cái video anh Hiếu có sử dụng cái địa chỉ IP này để chúng ta nhập vào và chúng ta sẽ cài. Thì các anh chị nhớ là trên cái máy của mình nó sẽ có cái địa chỉ IP này, thì các anh chị nhớ, hoặc là các anh chị có thể đặt cái IP. Nhưng mà đối với đặt cái địa chỉ IP thì các anh chị sẽ coi thử là trong cái chỗ làm việc của mình là nó có bao nhiêu máy, thì IP máy tất nhiên nó sẽ không được trùng với nhau, tại vì giống như là đây là một, giống như cái số nhà vậy, thì cái số nhà thì nó sẽ không trùng với nhau ha. Đó, vậy đó là đây một cái dãy địa chỉ IP à, nó gồm có là 4111, khoảng là ba số ha. Thì đây các anh chị nhớ nha. Rồi